Cây này cây nu của công nè, nó lên cái tược dài sọc luôn nè, mét mấy luôn nè. Cây này nói chung cắt tược là nha bạn, tược nó cái thôi. Hôm bữa mình bán một cây cũng giống như vậy mà không biết sao về bị hư vàng đế mất tiêu. Bán cho anh kia, nhiều khi mình không có moi ra mấy bạn, mình trồng lâu quá bỏ hoang phế chứ mình không có moi ra, về nhiều khi cái phần rễ nó bị hư mình cũng không biết luôn nữa, nó nằm dưới trong cục đất các bạn. Biết cây này có hư không đó, trời ơi khổ ghê vậy đó. Nhiều khi bán cây có mấy trăm ngàn rẻ ăn chết, mấy trăm ngàn ta tưởng đâu mình bán cây bậy cây bạ mất công nữa, tại nó rẻ nó dễ, dễ mang tiếng lắm. Nhiều khi bán mắc mà nhiều khi không sao, mắc thì còn những gì bán rẻ, nhiều khi người ta nói mình nói bán cây bậy cây bạ. Biết nó có lủng ở dưới không, nó tôi chưa có mồi nữa. Bữa bán ngày kia cây đó là khỏe mạnh bình thường, tới chừng bán về anh khui đất rồi sao nó chết một hai cái rễ chấm khổ ghê, chưa có mồi nữa. Cái này hồi đó tôi có đế lại rồi tôi trồng không, nó kéo theo cái ráo mà cắt thì chưa kéo theo nha mấy bạn. Cái này nói chung bán kiểu lúa non nè, mới bắt cành vô nè, cành nhánh này nè xum xê qua lá hẹ luôn nè, bán luôn hết cây bán đại vậy đó. Em nào đi về nuôi tiếp mình cứ ấy, cái này mình coi tàn lại bỏ vô thùng xốp gửi đi mấy bạn, về giật về nuôi tiếp. Cái ngọn này cấn tay cái à, nuôi công nha bạn, cái này dòng nuôi công dòng nuôi cám. Cây này hồi xưa là mình mua một cái cây cái đoạn thân dài lắm, cú chơi nu quá trời nu luôn rồi tán xuống đầu đinh, mặt bên đây nó cũng nuôi lắm, nó mọc cho mấy cục nu nữa các bạn, cái cành nó mọc cho mấy cục nu già. Cây cây này nó hoành cho này khoảng chắc khoảng 30 quá 10 nha các bạn, còn cái đoạn thân này khoảng 20 thôi, 20 22 thôi, 22 thôi. Em nào thích về nuôi thêm này, về khui ra có vấn đề gì cứ nói mình nha mấy bạn, tại mình không có khui hết. Mình bán cây có mấy trăm ngàn hay 300 ngàn gì hả, 300 ngàn, 350 hay gì ta mà bị giấy về khui là sao lũng lũng đế bị chết một hai cái để trong cái bầu đất á, lúc cây phôi khai thác về nhiều khi mình trồng mình không có dòm hết bỏ đi, đâu có dở lên coi tới dần gãi đi, anh về anh môi ra nó chết một hai cái rễ chứ phải mang tiếng gì không. Còn lá đẹp lắm bạn, lá đẹp hơn lá da đen chút, nó xanh đậm hơn, lại lá sau này nó nhỏ hơn lá đen chút, nó hơi xoăn xoăn ở chỗ cái mép lá, cái lại lá gỗ công nó ư xíp xíp hình chữ V. Ủa lá da đen, còn lá gỗ công nó không có, lá da đen nó hơi xếp lại nè bạn, nó hơi xếp lại chữ V vậy nè, mà lá nó bạc bạc hơn. Cái màu da của da đen này cái cọng nó đen thui lùi à, màu da của cây gỗ công thì nó hơi trắng hơn chút. Gỗ công nha các bạn,